chạy đường khúc, rồi đầu cái bị bên chốt kiểm dịch kêu quay đầu lại ha. Anh chạy đèn, ảnh cà chớp đó, các bạn thấy không đó, anh gọi đèn mình đó. Giờ anh kêu tới giờ cao điểm gì á, kiếm chỗ đậu, giờ mình quay lại cái chỗ cũ à. Mới chạy tầm khoảng 10 phút à, đi xà lan mà cắt cắt quay hàm hàng làm gây chấu luôn vào cái mũi nè. Hello, hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Thì ghe mình nhận hàng xong, bây giờ anh em mình chuẩn bị rửa gáy để mà xuất bến đi theo chồng các bạn. Đây, thằng em ở phía trước đây. Giờ này còn sáng rồi, mới đi quay cho mọi người xem. Coi, này cũng cỡ 6 mấy gần 7 giờ rồi. Tối nay chắc chạy xuyên đêm nữa quá. Thằng em mình thì nó đang dằn dằn ba cái dây ngoài trước mũi quấn lại cho gọn ghẻ, bắt đầu cái buộc dây ha, buộc dây bạc xong bắt đầu cái mình rửa gáy, vệ sinh ghe cho nó sạch sẽ quá cho bụi giờ các bạn. Làm gì vậy kìa, làm gì vậy? Vàng bạc hả? Vàng bạc này là vàng bạc sao? Phải phân tích cho người ta coi, người ta hiểu chứ. Đó, vậy là vàng vàng vậy nghe bạn, lương tháng 80 triệu một tháng á. Giày bỏ vô chứ này không biết đi đâu nữa, để hồi hỏi ba à, cho gió. Chắc tao ký đầu mày quá. Quán này cho gọn ghẻ xong đầu cái múc nước tạt ha. Đây bạc đây như nè, cái này là miếng tăng các bạn, miếng tăng chứ cứ mà đậy mũ của xe du lịch đó, lộn xe tải chứ, nó nặng như trâu nghe bạn. Miếng này nặng 80 kg, anh em mình khiêng cái xương sống thành hình chữ D luôn. Giờ buộc dây nè, mấy cái cọng dây mà bên hông nè, mình dùng cái cây móc này mình móc lên, tại vì đi xuống dưới đứng là dễ té lắm, dễ lọt sông lắm các bạn, cái tương lai mà bơi lội rất là cao đó. Mình móc lên như thế này, xong mình lấy tay mình lội lên, mình lặn lên. Một cọng, cọng này sẽ đi được nửa ghe, rồi đầu cái bên kia móc qua nữa, cái mình buộc. Đó. Tiện lại ha các bạn. Cho để mình đi dưới mình đứng cực khơm là trên này bọn án nó đạp mình cái là cấm chú nhủi luôn. Đâu còn cộng nữa ta, đây dây này mình buộc để em thôi, gió nó chạy ra trong lớn, gió nó mạnh quá nó tóc bay lên giữa, tóc nó bay giống như cái nhà hơi vậy. Tóc nó bay lên giống như nhà hơi vậy đó các bạn. Không buộc là tới công chuyện đó. Lên đây móc đi kìa, lên đây móc đi. Ôi. Hay. 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 Dính rồi. Hay. Dạ. Móc. Trời quá yếu. Rồi, móc xong rồi cái mình gàn dây mình buộc lại ha. Đó, giật mạnh lên hết sức có thể. Giật nhầm bữa là té địch luôn nha các bạn. Gồng mạnh quá là địch. Nghịch như thế này động cái địch nó dội ngược lại cắm đầu luôn rồi. Dữ vậy. Đó, buộc như thế này lại thôi. Tổng cộng là một sợi dây, hai sợi dây, ba bốn năm sợi dây. Rồi nếu mà cảm thấy gió quá thì mình cần hai cái cọng dây chéo, chằn hai cái cọng dây chéo nữa, hai cái cọng dây dấu ít đó các bạn, cho nó đỡ phồng lên. Tại đi sông lớn là mình phải kỹ mấy vụ này, đi sông nhỏ thì không có sương gió. Dương ba. Có. Cho nghe mình nó lo ở ngoài trước đi, bây giờ mình rửa ghe sương sương đừng đi nha các bạn, chứ để bụi quá trời bụi rồi, bụi quá chịu nổi, tối ngủ ngứa chết luôn. Chỉ là rửa xong chạy đi, giờ chạy đi chút xíu nữa tới tới chỗ bơm dầu nữa quá, tại vì chuyến này cũng muốn hết dầu rồi. Đây là mình xài với ghe, mình xài motor như thế này nè, để mà bơm nước nè, để mà rửa ghe, tại vì cặp bến là có điện, mỗi lần xài là mỗi lần chăm nước. Đâu rồi Tài?
Rồi, con motor xong bây giờ lên chơi xịt. Xịt láng hết trơn luôn nha các bạn. Xịt cho nó sạch. Quá bụi vậy. Bụi cám ngứa dữ trời, bụi bay cám với cháu. Bình thường nếu mà còn sớm á, nếu mà không có gấp á, thì anh em mình sẽ lấy nồi lau lau luôn. Lau cho sạch. Còn nếu mà hàng gấp mình đi sớm cho kịp nước thì mình xịt sơ sơ thôi. Rồi tới chỗ rồi bắt đầu cái mình mơ rảnh gỏi mình rửa tiếp. Chứ để chảy nước thì nó hao dầu lắm. Chứ tranh thủ chạy các bạn để giấc khuya nó mệt mỏi lắm. Đây là cái công việc hàng ngày với ghe của hai anh em mình. Nói chung là xuống hàng xong là phải xịt rửa như thế này nè. Nghe mình thì quán dây. Xịt xương xương nè các bạn, mơ rửa tiếp ha. Mơ rảnh rửa tiếp. Tại vì bữa hổm cũng mới rửa rồi. Coi cho quán dây cho bên kia đi. Đi quán dây bên kia cái nữa. Khỏi trà kìa, có dính không? Dầu cháo, dầu cháy hả? Dầu cháy khỏi đi, giờ dính cám nó chọt thôi chứ. Dầu cháy cậy nó đi. Dầu cháy nó dính rồi, có môn lấy cái khái á. Luôn còn thôi xịt nước từ từ nó mới ra chứ trà nó đâu ra đâu. Trà dép rồi luôn, trà kỹ ra vậy. Lấy cho ổ điện lên gọi hết trơn, giờ rửa trong tại phòng tài công luôn. Ừ. Có gì giờ thì hai thằng vẫn răng thôi, có gì đâu. Các bạn mà coi được clip này thì hai anh em mình còn nhăn, còn lộn, còn cừ nha. Ủa lộn cừ là ấy vậy chứ, nó còn còn yêu đời. Còn mà clip này mà các bạn coi không được thì các bạn hiểu rồi đó. Clip này lên thì vẫn còn cống hiến được. Còn cống hiến gì nghệ thuật được. Xịt cái mặt nạ cái kìa. Xịt mặt nạ cabin cái. Sương 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 thôi, tại vì anh em mình mệt lắm rồi các bạn. Nhận hàng sớm giờ nó cũng đuối rồi. Rồi đầu cái đi bển ngày mơ mình ngủ khỏe rồi mình làm tiếp. Chuyến hàng đang gấp bởi vì rửa kỹ lâu lắm. Nếu mà chịu rửa thẳng thế thì tầm khoảng 1 tiếng mấy đến 2 tiếng mới gọi chiếc ghe. Rửa đó xong rồi còn rửa hông nữa. Rửa hông rồi rửa mũi. Tùm lum hết trơn rồi dọn dẹp đủ thứ. Rồi cấp ống nước rồi. Rồi mắc nước luôn vậy. Rồi còn sống. Còn chơi được. Dầu chai bữa làm ghe nè, tha nó còn dính nè các bạn đó. Phải đi, nó hơi xấu thôi chứ nó không có gì hết trơn. Có cám, sợ cám dính vô nó chọt. Xịt thông đi kìa, được rồi đó. Xịt thông cho sạch cám đi. Để mờ, ơi xuống dưới kìa. Giăng xuống dưới nhà nhé. Để mờ đoạn cái nắng lên, nó khô, nó dính lại, cám nó dính vô cây cái là rồi luôn. Lấy cứ thái mà cày vậy rồi. Đây, ở dưới mũi, xuống tới mũi rồi. Mũi thì cũng vậy luôn. Cái mũi thì cũng gửi thình gì luôn. Máy nén, máy bọng gì, máy đơi gì, chơi láng cho nghe bạn cho uống nước luôn. Uống nước cho bình dầu luôn. Nó chạy đã luôn. Này xịt xương xương chứ à, lấy cái chổi nè, qua mấy bàn mà cứng cứng này nè bạn. Nó đỡ chọt thôi nha. Chứ dầu chai mình mới tha là các bạn kỳ cỡ nào nó cũng dính vậy. Từ khi là phải lấy cái thái tha nó. Nhìn cắm heo cái tài. Dính ghê gớm này. Khó dính rồi. Đây đây này, trà xương xương đi, xịt cho. Giờ tới nghe mình nó trà. Xong đầu này anh em mình đi vô tổng tắm rồi. Tắm rửa đầu cái dọn dẹp nhà dưới nữa là xong. Rồi đầu mở dây giọt rồi các bạn. Tối nay chạy là cái dầu bên dầu quay cho bạn xem tiếp. Mua bánh mua trái đồ ăn cho đỡ buồn ngủ. Một chuyến hàng như thế này thì mình đi. Thôi khỏi đi. Một chuyến hàng như thế này thì mình đi toàn khoảng 3-4 ngày nha các bạn. 3-4 ngày một chuyến. Tại vì nhận hàng là một ngày, lên hàng một ngày rồi. Nếu mà hàng nhanh á, không có đợi ai á, thì mình chạy một ngày nữa là 3 ngày. Còn mà đậu đợi tài thì 4 ngày.
mà làm từng lễ, cả tháng luôn cũng có nữa. Rồi bây giờ anh em mình chuẩn bị mở dây đi nha các bạn. Dạ. Đi chảnh cúp điện. Anh em mình thì đi chảnh cúp điện, mình đi vô đây sạc cái ổ của mình. Cái này hồi chạy rồi lao lại còn bụi nhiều lắm. Ổ điện nè, đụng vô cái thấy ông trời luôn. Ây da. Rồi để máy gì ta. Trời, có dao dưới lại chưa ông bay? Rồi rồi. Tại vì xài hai bình đó bạn, phải đổi cái cầu dao sạc lại cái. Dạ. Dạ dạ. Đổi cầu dao sạc lại cái mới đợi được. Ổ điện nè. Rồi. Nghe mình rút điện rồi mình mới dám cầm kiểu này chứ. Nó còn để điện chắc mình nhăn răng nãy giờ. Nón nãy cái giờ mình chưa mình nằm ngủ ngay đó đó. Cục sạc nè, cục sạc của mình cũng đi hết cái luôn rồi. Bị nước. Dây. Rồi xuống luôn đây, xuống luôn đây. Wow, mở led lên cái nó sáng. Nè, chạy bằng ga bằng giò nữa. Chạy bằng giò nữa. Tại vì vô đây cầm máy là không có chạy bằng tay được. Thẳng mang chưa? Cho thẳng mang đừng mình đạp lái ra. Đồng hồ tua này nó bị gớt cái cục hít ở dưới bánh chớn bị hư rồi. Gớt cục hít không mà chứ không phải là bị hư. Mở dây đi kìa ơi. Chạy đường khúc rồi đầu cái bị bên chốt kiểm dịch kêu quay đầu lại ha. Anh chạy đèn ảnh cà chớp đó các bạn thấy không, nó anh gọi đèn mình đó. Giờ anh kêu tới giờ cao điểm gì á, kiếm chỗ đậu, giờ mình quay lại cái chỗ cũ à. Mới chạy tầm khoảng 10 phút à. Tại vì mình hồi nãy anh hỏi mình chở gì, mình nói chở cám. Rồi cũng là hàng thiết yếu nữa mà sao anh kêu quay đầu đậu rồi 5 giờ sáng mới cho đi. Vậy thôi mình chạy lại kho mình đậu ngủ. Rồi 5 giờ sáng đi tiếp. Đi ban ngày mình quay mấy cái cảnh đẹp đẹp hơn cho mọi người xem. Hồi nãy anh chạy ở đây mình rung quá trời rung luôn. Anh cầm cái lo giống như cái đài phát thanh vậy. Bởi vì mình không dám quay. Nó cái đèn anh cà chớp kìa bạn thấy không. Rồi bây giờ mình chạy lại kho ha. Mình đậu. Đậu anh em mình nghỉ ngơi đó luôn. Sau khi ngủ một đêm xong ở đầu, mình bắt đầu tiếp tục chạy tiếp nè các bạn. Này cũng cỡ 5 giờ sáng ha. Năm đi hồi lúc 4 giờ lắm mà tại vì mình để sáng sáng mình mới quay cho mọi người xem. Hồi tối anh em đậu đó ngủ ngơi rồi xong rồi đầu cái hừng sáng mới đi. Tại vì đi sớm quá sợ công an đuổi theo nó bắt mới quay đầu lại nữa các bạn. Thì này đi vòng vòng nãy giờ thì chắc cũng gần muốn tới chỗ rồi. Sáng trời chỉ mưa nữa rồi các bạn ơi. Sáng là trời chỉ mưa nữa, nghe nói thì đâu bão vô nữa thì không biết phải không nữa. Mình chưa có lên mạng coi mấy cái thông tin bão nữa các bạn. Mà sáng là thấy mưa nữa là thấy chắc ảnh vô nữa chứ không ai hết trơn. Trong này có một chiếc tàu chia tụm tàu dầu mà giống như cái tàu chiến vậy ha. Cái mũi bén thì ghê luôn các bạn, cabin kết nè. Cabin kết mà cabin hai cabin. Dài thòng lòn như cá liềm kềm như nè các bạn. Chạy tốc độ bằng thờ luôn chứ không giảm đâu. Mấy cái này đi xa lắm nha các bạn, đi lên tới Vĩnh Sương Vĩnh Chánh là ngoài Sài Gòn giờ tới Vĩnh Sương luôn. Vĩnh Sương hoặc là đi ra tới Campuchia luôn, đi qua tới Campuchia luôn. Bữa hổm mình ở trên cửa khẩu Vĩnh Chánh mình quay thấy ảnh hình lần anh chạy lên tới Vĩnh Chánh luôn. Mà mình đi, chỉ quay lên tới cửa khẩu thôi, còn đi lên trên Cam rồi giờ anh đi đâu nữa thì mình không biết. Tại vì chưa mình chưa lên Cam. Đây phía bên trong này là chỗ công ty cá nè các bạn. Rồi thấy cây độc đậu nhiều ghê chưa. Này là bánh đậu đây để mà vận chuyển cá lên trên công ty để mà lóc da rồi lấy thịt đem đi xuất khẩu ha. Còn phần còn lại thì làm chả cá viên chiên. Mấy này đa số là cá cha với cá bà sa không ạ. Quá trời đông luôn, đâu hơn cái chục chiếc vậy. Đông dữ trời ha. Giờ này chưa tới giờ làm việc. Ủa làm luôn kìa. Sáng là mấy này là phải lội xong sớm. Vô Bắc vô Nam gì cũng lội chứ.
đặt sáng sớm mấy anh ghe cháu bắt đầu giờ lọn xạ nè các bạn. Đó, đông ghê ta. Cả chục chiếc á nha các bạn. Chiếc nào chiếc nấy cành cành không nè, cái có chiếc là của Cần Đước Long An nè. Chiếc mặt ngoài trước nè. Còn bên đây là chiếc xà lan. Chiếc xà lan mà cắt cắt quay hàm hàng làm ghe cháu luôn vào cái mũi nè. Cao ghê luôn các bạn. Nè bên đây là chiếc của Cần Đước Long An nè. Tháo bị gió ra làm bò để mà đi ghe cháu luôn ha. Ngoài trước xà lan mấy chiếc cũng sửa lên làm ghe cháu luôn nè các bạn. Thì cháu này người ta chở lên công ty để mà nấu thức ăn cho cá tra nha các bạn. Làm nhiên liệu để đốt cháy. Rồi các bạn ơi, mình cập bến an toàn rồi. Đâu cầm vô anh xà lan này nè, chiếc xà lan Tiền Giang này, chiếc này cũng bự quá trời luôn. Rồi đậu đây đợi chừng nào người ta kêu mình vô lên hàng mới vô lên đó các bạn. Tại vì phải đăng tài rồi cho người ta coi mẫu cám rồi người ta sắp xếp rồi mới cho mình vô lên. Kho bãi đồ trống người ta mới cho mình vô lên các bạn. Bự quá trời luôn ha. Chiếc này cũng cỡ 700-800 quá. Thấy bự quá các bạn. Rồi, ăn sáng. Giờ này tập làm khoảng 8 giờ gì quá. Mình chưa biết nữa. Rồi thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình nha. Hẹn các bạn ở clip sau. Để coi ảnh nào anh kia vô lên hàng, mình sẽ quay tiếp tục cho mọi người xem nha.